Xin chào quý vị các bạn. Trước mắt chúng ta là cặp loa B&W kép 804 Nautilus, hàng mới về tại shop Bá Hồng Audio. Cặp này màu đỏ, còn màu màu đỏ đậm, còn rất là đẹp. Cặp này là một trong những cặp mà shop em vẫn thường xuyên có hàng. Là một trong những cái cặp loa phổ thông. Chúng ta có thể chơi đa dạng nhiều các cái dòng nhạc, cũng như là chúng ta có thể phối ghép với nhiều các cái dạng âm ly như đầu CD khác nhau. Nó có một cái cấu hình khá là hợp lý và có một cái chất âm cũng khá là cân bằng tổng thể. Cụ thể là cặp loa này thì nó có một mức công suất là từ 50 đến âm công suất đề nghị âm cho âm ly là từ 50 đến 200W, còn trở kháng là 8 ohm. Tần số của nó là từ 45 đến 20.000 Hz. Về còn các cái driver thì nó sử dụng 4 loa, có hai loa trầm ở phía dưới là hai loa trầm bass là 16,5 cm, ở cái gân cao su màng giấy, và đặc biệt là đời này cái nón loa chúng ta có thể nhìn thấy. Nón loa thì nó được sử dụng cái đây, chúng ta có thể thấy các cái nón loa, chúng ta có nhìn thấy dạng sợi đúng không ạ? Nón loa là sử dụng cái sợi Kevlar giống như là cái màng loa mid của nó vậy đúng không ạ? Loa BB kép, nếu như anh em nào theo dõi thì sẽ biết rằng cái công nghệ lấy cái sợi Kevlar để làm cái màng loa thì nó là độc quyền của BB kép rồi. Thì sau này có rất nhiều hãng phát triển theo và làm theo cái công nghệ này của BB kép thì cũng rất thành công. Nhưng BB kép là một cái thương hiệu đầu tiên trên thế giới sử dụng cái màng Kevlar để làm vào vật liệu làm loa. Ở phía bên trên cùng đó chính là cái màng Kevlar toàn phần của loa mid. Loa mid mũi tên lửa thì sử dụng cái màng Kevlar, và màng Kevlar này thì nó có đặc tính là dai chắc, và đặc biệt là nó có độ nhẹ, độ bền tốt, độ nhẹ tốt, giúp cho dao động mà khi chúng ta chơi các giải trung trầm trung cao thì đều có thể đáp ứng tốt. Và đời này thì loa chép được đặt riêng biệt rời rạc ở trên cái loa thùng loa. Cái tên Nautilus thì cũng là lấy cảm hứng từ cái con tàu Nautilus nổi tiếng đúng không ạ? Con tàu này nó là một con tàu là viễn tưởng thôi, nhưng mà nó cũng là một cái gì đó là từ ý tưởng từ con tàu đó. Thì đây, khi chúng ta nhìn ngang như thế này, chúng ta có thể thấy nó rất đẹp đúng không ạ? Cái loa chép đặt riêng ở trên này đó, và nó dài ra. Loa chép của BB kép thì đặc biệt rất là đẳng cấp rồi, chất âm của nó rất là tinh tế, bóc tách và chi tiết. BB kép 804 Nautilus này thì hàng đẹp xuất sắc, mới về tại shop Bá Hồng Audio. Các cái driver, các tuyến loa, thùng loa còn rất là đẹp. Giá là đợt này giá cũng rất là tốt. Để tính cho anh em là 58 triệu 500. Có nhiều đợt về thì giá cao chót vót, cao ngất ngưởng, cách đây cũng không quá lâu đâu, cũng tùy từng đợt. Đợt này thì cái cặp này còn rất đẹp nhưng giá lại rất tốt luôn. Sau đây thì em sẽ test âm thanh để cho anh em xem. Cái cặp loa này thì có số series liền kề luôn là 447 và 448, hình thức trước sau còn rất là tuyệt vời, rất đẹp luôn, thùng ngoách đẹp, các cái góc cạnh đều rất là đẹp hết luôn, không có một điểm gì để chê cái cặp loa này cả. Đó, mọi người có thể thấy cặp này rất đẹp luôn. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em Bá Hùng để sở hữu cho mình cặp loa BB kép 804 Nautilus thật đẹp này. Xin cảm ơn anh em.